Thưa quý vị, vừa qua, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An phát sóng phóng sự bức xúc dự án ADC, phản ánh bức xúc của nhiều hộ dân trong vùng dự án gần 20 năm nhưng chưa hoàn thành. Vậy hướng giải quyết đối với dự án này như thế nào? Ông Võ Minh Thành, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Long An thông tin. Đối với khu dân cư ADC thì từ năm 2001, Ủy ban nhân tỉnh có chủ trương chấp thuận công ty ADC làm chủ đầu tư khu dân cư tại phường 3 với diện tích khoảng 10 hectare. Sau khi qua quá trình thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng thì đến năm 2004, Ủy ban nhân tỉnh đã ban hành quyết định để giao đất cho công ty ADC đối bằng giải phóng mặt bằng là diện tích khoảng 6 hectare. Thì trong đó thì có 3 hectare là đất ở, còn lại khoảng 3 hectare là đất xây dựng hạ tầng dùng chung cho khu dân cư. Sau khi ban tỉnh ban hành quyết định giao đất thì cơ quan thuế đã ban hành thông báo để xác định nghĩa vụ tài chính cho công ty thực hiện nghĩa vụ tài chính với số tiền là trên 9 tỷ đồng. Tuy nhiên là sau khi cơ quan thuế ban hành cái thông báo thuế thì công ty không thực hiện nghĩa vụ tài chính. Kể cả đến giai đoạn 2006-2008 thì công ty vẫn không thực hiện, mặc dù các cơ quan có thẩm quyền là có đôn đốc công ty thực hiện nghĩa vụ tài chính. Qua quá trình kéo dài công ty không thực hiện nghĩa vụ tài chính thì đến năm 2015 thì ban tỉnh quyết định thanh tra, thành lập đoàn thanh tra để thanh tra đối với quá trình quản lý sử dụng đất của công ty đối với khu dân cư này. Thì qua kết luận thanh tra thì ban tỉnh cũng có chỉ đạo là tiếp tục thực hiện những cái công việc còn lại có trách nhiệm của các sở ngành và công ty. Riêng về Sở Tài nguyên Môi trường thì có trách nhiệm là phải phối hợp với các cơ quan có liên quan để xác định lại cái nghĩa vụ tài chính liên quan đến cái việc giao đất để công ty thực hiện nghĩa vụ tài chính rồi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty. Thực hiện thì các cơ quan có liên quan có yêu cầu công ty bổ sung lại các cái chứng từ liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng để được khấu trừ cái tiền sử dụng đất. Tuy nhiên là công ty đến nay là vẫn chưa có cung cấp được cái chứng từ này. Và Sở Tài nguyên Môi trường trong các ngày 15, 17 và 19 tháng 10 vừa qua đã chủ trì họp với các sở ngành và mời công ty và có yêu cầu công ty là phải cung cấp trước ngày 26 tháng 10 năm 2020. Nếu sau ngày 26 tháng 10 năm 2020 mà công ty vẫn không cung cấp được các chứng từ liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng để khấu trừ cái tiền sử dụng đất thì Sở Tài nguyên Môi trường sẽ gửi hồ sơ sang cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính mà công ty phải thực hiện không phải khấu trừ và bắt buộc công ty phải thực hiện. Nếu mà trường hợp công ty thực hiện được nghĩa vụ tài chính thì Sở Tài nguyên Môi trường sẽ thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty để công ty chuyển nhượng cho các cá nhân. Còn trường hợp mà sau khi thực hiện có thông báo nghĩa vụ tài chính mà công ty không thực hiện thì Sở Tài nguyên Môi trường sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý cái vi phạm của công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.